Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ảnh động. Một cách rất là hay để làm avatar trên Facebook hoặc là để làm những video vui vẻ từ những bức ảnh của bạn. Phần mềm đấy có tên là Flotation đấy. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm thì tôi đọc như thế. Đây, phần mềm có tên như thế này đây. Thì các bạn mà dùng hệ điều hành Android hoặc là iOS thì là các bạn cứ lên ví dụ như của tôi là iOS đúng không? Cứ lên app đây. Có phần mềm đấy và Flotation đây. Đấy, thôi thì tôi không giỏi tiếng Anh đâu. Nên là tôi chỉ gọi là hướng dẫn các bạn là đây là phần mềm đấy. Các bạn trên Android thì là lên trên CS Play tải phần mềm này về. Ở đây là có cập nhật thì tôi tạm thời tôi cứ bỏ qua phần cập nhật này đi. Đây, khi tôi đã tải về rồi thì tôi sẽ mở lên. Các bạn mà lần đầu thì các bạn có thể dùng luôn hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng Google hoặc Facebook ấy. Đăng ký Google bằng Facebook đều được. Nên tôi là tôi đăng ký bằng Google. Các bạn có thể không đăng ký nhưng vẫn sử dụng được. Thì phần mềm này là phần mềm có thể tạo được những ảnh động. Như các bạn nhìn trên màn hình đây, ví dụ như bức ảnh này. Đấy, có con cá nhảy qua nhảy lại. Đấy là từ một bức ảnh người ta làm ra ảnh động. Hoặc là cái này đi. Đấy, tức là có một chuyển động xung quanh một tấm ảnh. Cái này thế, tức là nôm na là thế. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm một ảnh động như thế này. Đầu tiên thì các bạn hãy nhìn ở bên phía dưới có cái dấu cộng này, các bạn bấm vào ở phần bên phải Create Photograph đấy, các bạn bấm vào đấy. Sau đấy là lại bấm vào dấu cộng, bấm vào dấu cộng này ở dưới đây để chọn ảnh. Tôi sẽ lấy một ảnh tôi đã tải về trong thư viện. Ví dụ như tôi lấy ảnh có mây và biển này. Ví dụ với các bạn là tôi sẽ lấy ảnh này nhá. Bên góc phải có dấu mũi tên tam giác đây. Các bạn bấm vào là hiện tại chưa hiệu ứng, chưa quay và chuyển động nào đúng không? Bây giờ là trước tiên khi mà nhìn vào bức ảnh này, chúng ta sẽ hình dung như thế này. Có mây và nước biển sẽ chuyển động, còn lại là người và cái khung ảnh kia thì tôi sẽ giữ cố định. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm thì là trước tiên thì là các bạn chọn vào anchor đấy. Các bạn sẽ chấm chấm những cái điểm, ví dụ như đây là cái chỗ biển đúng không, tôi sẽ ngăn cách biển với bờ. Đấy, các bạn chấm bao nhiêu cũng được, nhưng mà dày dày càng tốt. Đấy, tôi sẽ chấm để ngăn cách biển với bờ. Nếu như mà nhỏ quá thì có thể phóng to lên. Hoặc ví dụ như vừa rồi tôi bấm này thì tôi sẽ bấm ở trên để có cái dấu quay lại đấy. Chấm chấm đi. Đây là cũng chấm tách người ra. Phần này nó hơi nhiều chi tiết lằng nhằng mà tôi cứ tạm lại mà sẽ như này đi. Tức là tôi ngăn mây với cái tàu thuyền này, ngăn nước biển với người này, rồi sau đấy là ở đoạn đây nó cũng ngăn biển với cái tàu này, và một đường là ngăn từ bờ biển với mây. Cái này nó cũng tạm tạm rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tạo hiệu ứng. Thì là hiệu ứng là cái animatem có hình người cô gái đang bay này. Các bạn sẽ bấm vào đấy. Khi bấm vào thì các bạn sẽ vẽ những mũi tên ở đây. Các bạn vẽ những mũi tên vừa vừa thôi, đừng dài quá.
Đấy, đây là hình sóng biển nó đi vào. Trên này là mây đúng không? Mây sẽ là đám bay. Ví dụ như mây đây là đám bay này. Đám mây này bay kiểu này đi. Tùy vào sở thích của các bạn thích biến đổi như nào cũng được, miễn là cứ làm cho mây nó bay tùm lum tà lao như thế này. Cái này tôi cho mây bay dài như này đi. Đây đi, nó đang như này không? Đây. Ở đây lại tôi lại cho ra. Cơ bản là đã được cơ bản rồi. Đấy, cơ bản là như này. Cái tạm tạo này nó như thế này đi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm bên trên là bên phải này để cho nó. Đấy, các bạn thấy mây đang chuyển động đúng không? Nước biển đã chảy rồi. Ở đây có một chỗ là công cụ mắt đây. Các bạn có thể để là sẽ tô những vật cố định, ví dụ như là đoạn đây cái tàu này cố định rồi tô như này. Ví dụ như tôi tô quá rồi đúng không, tôi bấm vào bên phải để có dấu biểu tiền xóa đây. Đấy, xóa. Đấy, sơ sơ là thế. Bây giờ lại tô tiếp dài đây là. Ví dụ như các bạn giữ cố định người đúng không, thì các bạn tô luôn cả người. Đấy. Tô luôn hết đoạn này đến được. Coi như đoạn này là sẽ không đụng chạm đến. Đấy, mây đang bay và nữ biển đang chạy âm ầm đấy. Cô gái và nữ yên. Mắc là chọn như thế, còn chốt là để cố định điểm. Các bạn phải cố định thì là ví dụ như là nước biển sẽ chạy như thế này, mây sẽ chạy lên kia, chứ không là nó sẽ đi vào nhau. Anemi là cách tạo ra những hướng để chạy. Đấy. Overlay là đây là sẽ có những hiệu ứng miễn phí. Đấy, ví dụ như có tuyết này. Đấy. Hoặc là lá này. Hoặc là lửa. Nhưng mà thôi tôi sẽ không chọn, tôi sẽ xóa đi. Khi tôi để cho mấy cái nhé, những kiểu tuyết rơi này cho đẹp, tôi chọn như này đi. Ở đây có cả phần cắt này, hay các bạn có thể cắt ảnh, edit, chỉnh sửa, phông màu các thứ. Nhưng mà thôi, tôi cứ để ở cố định, tôi chỉ gọi là giới thiệu qua cho các bạn rồi. Phần setting này là đấy. Để tức là cái màu của a chốt là màu gì, mắt là màu gì, animation là màu gì, mũi tên nó sẽ ra như sao ấy, cái màu ấy. Bây giờ video của tôi như này là tôi đã ưng ý rồi. Đây có mây bay này, nước biển chạy này, cô gái và nước in và thuyền và nước in đúng không, mây bay nước biển chạy. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ xuất cái ảnh này ra thành một file ảnh động. Thì ở trên góc trên cùng
có cái số mũi tên xuất lên đấy, các bạn bấm vào đấy. Các bạn nhìn đây là có chia sẻ Facebook, Twitter các thứ thì không quan tâm. Tôi là tôi sẽ lưu về máy. Thế các bạn nhìn ở dưới cùng có biểu tượng hoa hoa này, thì các bạn bấm vào để lưu về máy. Nhưng mà chúng ta đang dùng bản miễn phí nên bấm vào sẽ phải xem xong một video quảng cáo thì là mới được lưu. Đấy, thì là tôi sẽ bấm vào đây để lưu. Xem qua một video quảng cáo. Nếu như không xem video này thì các bạn sẽ không thể lưu về máy được, tại vì chúng ta đang dùng bản miễn phí. Còn các bạn mà có tiền, có điều kiện thì có thể nạp tiền vào để mua những hiệu ứng, rồi để, tức là không phải xem quảng cáo này khi lưu. Còn tôi ở đây tôi giới thiệu các bạn là cách là tạo ảnh này trên ứng dụng này miễn phí thôi. Nên là chúng ta sẽ dùng như thế này. Sau khi xem quảng cáo xong thì là nó sẽ tự động lưu, đang quay quay ở giữa đây là đang lưu. Quá trình lưu ảnh thì tùy thuộc vào độ nét của bức ảnh và các hiệu ứng các bạn đặt ra cho bức ảnh đấy thì là nó sẽ lưu nhanh và chậm. Tôi đây là lưu xong rồi. Bây giờ tôi sẽ mở ra các bạn. Đây các bạn cứ nhìn lại ở đây là như này đúng không? Tôi vừa lưu. Thì là tôi sẽ vào một ảnh đây. Đây, cái tôi vừa làm đây. Đấy, nhìn rất đẹp đúng không? Mây đang bay này, nước biển chạy này, tuyết rơi. Các ảnh như này thì các bạn có thể đặt lên Facebook làm ảnh đại diện, rồi hoặc là đi làm những cái gì đấy vui vui, TikTok hay là Kawaii gì đấy cũng được đấy. Vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn phần mềm Apple Vision gì đấy để làm ảnh động cho video. Các bạn nếu thấy hay thì cứ tải về và mày mò nghiên cứu làm những video ảnh động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe và like để ủng hộ kênh của mình.